Trưa ngày 27 tháng 7, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sau chuyến tàu chở hơn 800 công dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh an toàn thì những ngày tới, nhiều đoàn tàu tiếp tục chở công dân của các tỉnh thành khác về quê. Cụ thể, tàu SE74 chạy thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị xuất phát ga Sài Gòn lúc 15 giờ 20 phút ngày 28 tháng 7 chở 420 hành khách. Tàu SE38 chạy thành phố Hồ Chí Minh, Huế xuất phát ở ga Sài Gòn lúc 15 giờ 20 phút ngày 29 tháng 7 chở 320 hành khách. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, hiện nay các tỉnh thành như Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam đang trao đổi để phối hợp với công ty lên kế hoạch đưa người dân có nguyện vọng về địa phương. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thực hiện đón khách tại một ga đi, trả khách tại một ga. Hành khách đi tàu cần phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ và được các địa phương bố trí cách ly tập trung theo quy định sau khi về quê.